Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gập chuột túi bằng giấy nhé. Chuột chít ạ. Đầu tiên mình vẫn chuẩn bị một tờ giấy như này. Các bạn gập chéo tờ giấy lại thành hình tam giác như này nhé. Bước thứ hai mình vẫn tiếp tục gập đối xứng như này. Mình gặp cái nét như này nhé. Các bạn bỏ ra và gặp bên này cũng như thế. Bên này cũng thế nhé. Mình gặp lại mép như này. Các bạn bè lại như này nhé. Đầu trên mình gặp thế. Gặp thẳng xuống. Lật lại như này nhé. Mình sẽ đo hai cái khoảng này bằng cái khoảng này, mình gập lên. Mình gập lại cái đường này nha. Gập mép góc này vô với cái đường thẳng này. Vuông góc với cái đường này. Vuông góc với đây nhé. Ta gập đôi nữa.
Tạo thành cái tai của nó. Mình sẽ vẽ mắt và mũi cho con chuột nha. Vậy là mình đã hoàn thành cách gặp con chuột bằng giấy. Mọi người đấy nhìn thấy là khá là đơn giản thôi. Rất đáng yêu và ngộ nghĩnh đúng không ạ? Đây, mặt này mình có thể tô thêm mắt và mũi. Rất là dễ. Nó cũng có thể đứng được. Video mình tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.